Chào các bạn đến với chuyên mục góc nhìn Gosu của Viking Esports, series được tạo ra nhằm giúp bạn có cái nhìn chuyên nghiệp hơn về việc ban pick, nhìn thấy trận dưới góc nhìn của những pro player. Trong số thứ nhất này, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 5 giữa Liquid và VC Gaming thuộc giải AMD Dota Pit. Hãy xem trong một game đấu quyết định mang tính chất căng thẳng như thế này, những người đội trưởng tài ba của hai team đã có những suy nghĩ như thế nào trong việc ban pick nhé. Đây là game đấu cuối cùng cũng như là game đấu quyết định chức vô địch trong giải đấu LAN đầu tiên từ khi 7.07 ra mắt, đánh dấu nhiều sự thay đổi to lớn trong Dota. Trong trận đấu chung kết đầy duyên nợ này, VC Gaming đã xuất sắc hạ cùng team Liquid hai game đấu đầu tiên trong chuỗi bo 5. Tuy nhiên, Liquid đã đáp trả ngay lập tức bằng việc cân bằng tỷ số vào game đấu thứ 3 và thứ 4, đưa trận đấu về bo 1 đầy may rủi. Chắc hẳn nhiều người đã biết, Liquid là team có lối đánh rất khó chịu với sự cơ động của hai support. Họ liên tục di chuyển và tạo nhiều khoảng trống để bộ ba core của mình farm và tiến đến một chiến thắng vào late game. Với những cái đầu tinh quái và kinh nghiệm dày dặn, team Liquid cực kỳ chính xác trong việc phân chia tài nguyên trên bản đồ và kéo giãn game đấu về late game. Trong khi đó, VG đến với Dota Pit với phong cách khá mới lạ. Họ luôn có những pha smoke di chuyển từ 4 đến 5 người nhằm hạ gục và push tổng từ rất sớm. Vì vậy, họ rất thích pick những hero có khả năng combat tổng và gây đam trụ. Tuy nhiên, ở game đấu này, VG đã từ bỏ lối đánh mà mình đã sử dụng xuyên suốt các giải đấu và quay trở về lối đánh truyền thống của họ ở những phiên bản cũ. Có thể VG cảm thấy thoải mái hơn khi chơi chiến thuật mà mình đã quen thuộc trong những game đấu quyết định. Lan man đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần ban pick của hai team trong game đấu này nhé. Với 3 lượt ban đầu tiên của mỗi bên, các team thường xuyên giữ cho mình lựa chọn mở. Các hero bị cấm là những hero mạnh trong meta hiện tại hoặc là những hero sở trường của đối phương. Liquid và VG đã đối đầu trong 6 game trước đây trong cùng giải đấu nên họ cực kỳ hiểu nhau. Những lượt ban này đã chứng tỏ điều đó. Lượt ban đầu tiên của Liquid là Winter Wyvern, một hero rất được ưa chuộng ở cuối phiên bản 7.06 khi được sử dụng rất nhiều ở vị trí support 5 cũng như offlane trong bàn tay của ICSI. Wyvern là hero khá toàn diện khi sở hữu bộ skill cut range lớn cùng khả năng núp, heal cũng như phá combat với ulti khủng. Điểm trừ duy nhất trong việc đi lane của hero này là skill khá tốn mana và cooldown chậm. Sang 7.07 với sự thay đổi với Talon, Wyvern support trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với Talon 90 vàng mỗi phút ở level 10 và 350 HP ở level 15. Trong vòng đấu LAN của Dota Pit, Wyvern được ban vào pick 27 trong tổng số 30 game đấu, chiếm tỷ lệ 90% với win rate lên tới 67% nên việc loại bỏ đầu tiên là dễ hiểu. Đáp lại, VG loại bỏ Lundruy, một trong những hero tủ làm nên nhiều chiến thắng của team Liquid, là một hero carry hiếm hoi mạnh mẽ từ early đến late game. Lundruy cực kỳ hợp với chiến thuật 3 core farm của Liquid. Trong game 4 trước đó, mặc dù VG gây rất nhiều áp lực lên Matsubaman nhưng anh vẫn chứng tỏ mình là một mắt xích quan trọng trong team khi vẫn lên Ryan đúng thời điểm và gây rất nhiều sự khó chịu cho VG. Ở lượt ban thứ 2, Liquid nhắm vào Dead Prophet. VC Gaming đã sử dụng hero này rất thành công dưới bàn tay của Ori. Như đã phân tích, DP là một hero hoàn hảo cho chiến thuật của VG khi Exorcism là skill cực kỳ mạnh để combat và push. Hero tiếp theo bị loại bỏ từ phía VG là Night Stalker. Có vẻ như VC Gaming đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Liquid khi họ biết rằng Night Stalker có thể cho tầm nhìn cũng như tạo khoảng trống rất nhiều để Liquid có thể vận hành chiến thuật của mình một cách trơn tru. Night Stalker cũng là hero có lượt ban pick cao thứ 5 ở giải đấu lần này. Tiếp tục với lượt ban thứ 3, Liquid đã loại bỏ đi Undying, hero mà LAN đã sử dụng rất nhiều ở giải đấu này khi có tới 15 trong tổng số 16 game của VC Gaming mà hero này được nhắm đến. LAN cũng đã cho thấy sức mạnh của Undying khi gây áp lực rất lớn cho bất kỳ lane nào anh có mặt, cũng như không hề suy giảm tác dụng quá nhiều vào late game khi bộ Talent Tree của Undying đã được sửa theo đúng nghĩa với cái tên bất tử. Đáp lại, VG loại bỏ đi Beastmaster của Mind Control với cùng mục đích như khi ban Night Stalker. Beastmaster giúp team sở hữu hero này có khả năng kiểm soát map cực tốt với Corp the Wild. Có thể thấy VG lộ rõ ý đồ loại bỏ những key hero trong lối chơi của Liquid chứ không thực sự nhắm vào một vị trí nhất định. Ngay ở lượt pick đầu tiên, Liquid đã chọn A Spirit, một con bài mới trong tay GH, phiên bản 7.07 ra đời với việc tăng số lượt ban đầu của mỗi team lên 3. GH buộc phải luyện những hero mới bên cạnh Ushaker, IO và Keeper of the Line. A Spirit là một hero support cơ động, có khả năng phá combat cực kỳ tốt, thích hợp với tất cả các lineup. Do vậy, việc first pick A Spirit khiến cho Liquid vẫn giữ được sự linh động trong bàn pick, giúp cho các lựa chọn tiếp theo mở rộng. Bên cạnh đó, A Spirit được GH sử dụng khá xuất sắc trong giải đấu lần này. Anh tạo được rất nhiều khoảng trống ở early game. Với sự di chuyển khó chịu của mình và luôn đóng vai trò cực lớn ở late game chỉ với việc sở hữu cho mình Blink. Đến mức gần đây một số team đã bắt đầu chuyển sang ban Earthquake của GH. Hai hero bên phía VG giành ghế đầu tiên cho mình đó là Ork, Huggy và Magnus, hai hero tủ của LAM và Young Eleven. Nhận thấy team mình luôn hụt hơi so với team Liquid về late game, VG ngay tức bổ sung với việc sở hữu hai bắc kính nhất Dota đó là Bloodlust và Empower. Có thể thấy VG không hề giấu giếm ý đồ kéo dài late game cùng Liquid khi hai hero này sẽ hỗ trợ rất tốt cho vị trí của Paparazzi, tạo khoảng trống nhiều nhất có thể để siêu sao này hòa quái vật và cần tìm vào thời điểm cuối game. Lượt pick thứ hai của Liquid là Brewmaster cho Mind Control, một lượt pick hoàn hảo. Qua hai lượt pick của VG, chắc chắn Liquid cũng hình dung ra họ sẽ phải đối đầu với một siêu melee carry vào late game. Brew là một hot boy mới nổi của phiên bản 7.07 khi hệ thống Talent Tree được sửa, gia tăng đáng kể sức mạnh cho chú gấu này vào late game. Nhận ra ý đồ nuôi hack carry của đối phương đi kèm với đó là khả năng lật kèo combat của Magnus, Brewmaster là lựa chọn số 1 khi hắn có thể cầm chân carry địch từ early cho đến late game với Drunken Haze. Khi sử dụng ulti Primal Split trong combat,
Panda có khả năng loại bỏ hoàn toàn carry của VG dày công nuôi nấng với Cyclone, giải tất cả các buff có lợi từ Orc, Magnus với Dispel Magic cũng như quấy rối Disable Blink Dagger của Magnus. Như vậy, chỉ với 2 lượt pick mỗi team, các ý đồ của VG đã lộ rõ ra khi họ thêm về lối chơi sử dụng Physical Damage với sự hỗ trợ của các buff mạnh. Trong khi đó, Liquid vẫn đang rất khó đoán. Có thể đội tuyển này sẽ hướng tới một đội hình có khả năng gây áp lực và kết thúc game đấu sớm trước khi Paparazzi có đủ item. Ở 2 lượt ban tiếp theo, VG loại bỏ đi Necrophos và Viper, những hero có khả năng tanh rất khó chịu nhằm hạn chế tối đa khả năng stick 5, kết thúc game sớm của Liquid. Necro là một signature hero của Matubaman ở phiên bản 7.06. Tuy nhiên lão già này đã bị nerf đáng kể, nhưng VG vẫn không muốn Liquid sở hữu hero mà họ đã quá quen thuộc. Viper lại là một hero nữa của Matubaman mà ngã spam rất nhiều ở những trận đấu vòng ngoài. Hơn nữa, VC Gaming muốn Magnus của O11 sở hữu Playmaker sớm trong game để có thể kéo dài game đấu tới những màn def trụ. Việc ban đi Necrophos và Viper là rất cần thiết để Magnus có landing phase dễ thở hơn. Để chặn đứng âm mưu xây dựng đội hình xung quanh melee carry hero, Liquid đã ban ngay PA và Chugnut là những hard carry melee có khả năng tham chiến từ sớm, giảm bớt áp lực cho team. Hơn nữa, hai hero này có khả năng đi lane rất tốt với Brewmaster, điều mà Liquid sợ nhất ở thời điểm này, với khả năng dồn đam cực mạnh từ crit của PA cũng như Omni Slash của Chugnut. Dưới sự hỗ trợ của Bloodus và Empower, việc thả những hero này có thể gây nên những rắc rối không hề nhỏ kể cả khi Liquid đang dẫn với một lượng lớn network. Như đã nói, game đấu này có những lượt pick khá đặc biệt khi VG không theo đuổi những hero hot trong meta mà định hướng chiến thuật của mình từ những lượt pick đầu tiên. Do vậy, ở lượt pick này chúng ta được chứng kiến những hero khá lạ. Thông thường ở lượt pick thứ 3 sẽ là lượt pick mù, khi hai lượt ban trước đó của mỗi team chủ yếu dùng để bảo vệ hero đã pick ở lượt 2 mà không có những thông tin mới. Các hero được chọn lượt này sẽ là các support hỗ trợ cho chiến thuật dần được định hình trong đầu các đội trưởng. Tuy nhiên khi VC Gaming đã chơi bài ngửa thì sự chọn hero cũng bị giới hạn đi nhiều. Chắc chắn rằng VC Gaming sẽ chọn một support có khả năng đảm bảo một early dễ thở cho carry mà họ hướng tới trước sự harass khó chịu của Brewmaster. Còn bên phía của Liquid, nhiều khả năng sẽ pick support 5 gây áp lực cho VC Gaming, đồng thời có thể khóa chân được hard carry đối phương vào late game kể cả khi không thể kết thúc sớm trận đấu. Thế nên không quá khó hiểu khi VG lựa chọn mình Shao Shaman, một support 5 lượng buff mạnh tay gần đây. Shaman khả năng đi lane rất tốt với lượng đam tay khủng, cùng với đó là khả năng disable cực lâu, có thể hạ gục bất kỳ một offlane nào kể cả Brewmaster. Ngoài ra, Shaman có thể speed boost vô cùng khó chịu, góp phần giảm áp lực cho cả team nhờ vào Ether Shock đẩy lên và Master Burn Ward tiêu diệt trụ nhanh chóng. Hero này có thể gây ra số lớn mà không có thể cần nhiều item. Vì vậy, lượt pick này là một bài toán khó mà Liquid cần phải giải nếu họ không gây được đủ áp lực ở thời điểm đầu game. Về phía Liquid trong lượt pick thứ 3 này, họ chọn cho mình Trinbreaker, một support đi dual lane rất tốt, có thể kết hợp cùng với Brewmaster và Earthspirit đè bẹp phía lane của đối phương. Hơn nữa, Trin có thể hỗ trợ từ xa với Living Armor, đảm bảo không một hero nào bên phía của Liquid có thể chết dễ dàng dưới tay một carry được bảo vệ tận răng của VC Gaming. Với late game, Overcrew tăng cường khả năng khóa chân bất kỳ một carry nào của VC Gaming lựa chọn kể cả khi họ sở hữu cho mình BKB. Ở lượt pick thứ 4, VG đã lật con át chủ bài của mình, Anti-Mage. Nhưng đây cũng chính là sai lầm của VG khi họ dẫn phải cái bẫy của Goki răng ra vào bán phase số 2. Không giống như PA hay Chugnut, AM chỉ có được rất kém khi hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm lên Battle Fury. Một khi đã có sự khởi đầu không tốt và toàn bộ map bị kiểm soát, AM không có khả năng kéo lại network. Hơn nữa, khi đã sở hữu những con item như Fury hay Manta, AM vẫn không phải là một chỗ dựa cho đồng đội trong combat. Lineup của VG ở thời điểm hiện tại là rất bị động, việc thua ít nhất 2 trong 3 lane là hoàn toàn có thể dự đoán được. Đây chắc chắn là dấu hiệu không tốt cho VG vì họ cần một thời điểm early không quá tệ để có thể kéo về late game. Ngay lập tức, Liquid pick cho mình Invoker, hero tủ của Miracle. Chắc không ai còn lạ lẫm gì với hình ảnh vua pháp thuật trong tay của thần đồng Miracle với khả năng hack item và tông skill vô cùng chuẩn xác. Hình ảnh một Ultimate mắc đồ của Burning bị Miracle combo chết ở Kiev Major như đã tái hiện qua lượt pick này. Đây cũng là một bài pick quen thuộc của Liquid khi sử dụng Invoker đối lại với Anti-Mage. Invoker với khả năng sunstrike toàn bản đồ kết hợp cùng với khả năng disable của Earthspirit và Trinbreaker có thể dễ dàng tiêu diệt một hero yếu máu như Anti-Mage. Đồng thời, việc pick một cò khả năng rush dày bay sớm giúp Liquid dễ dàng kiểm soát map khi đối lại với một lineup speed boost. Với việc VC Gaming pick một đội hình quá bị động, điểm yếu duy nhất của Invoker là khả năng đi lane đã xóa bỏ hoàn toàn. Như vậy, Liquid còn thiếu một carry có khả năng đi lane tốt mà không cần sự trợ giúp quá nhiều của support. Trong khi đó, về bên phía của VC Gaming, Ultimate cùng với sự trợ giúp của Shao Shaman sẽ đi safe lane. Nếu Magnus đi mid thì quá dễ dàng cho hero deal damage chính bên phía của Liquid là Invoker của Miracle. Vì vậy, Magnus sẽ đi off lane và VC Gaming còn thiếu một hero đi mid tốt với Invoker có thể giữ được thế trận tốt cho tới late game. Chính vì vậy mà ở lượt ban của mình, VC Gaming đã loại bỏ đi Void, một hero mà Matubaman đã sử dụng rất thành công khi đá cặp cùng với Invoker của Miracle và có thể khóa chặt Ultimate của Paparazzi với Chronosphere. Void cũng là hero có thể solo với Magnus rất tốt. Cùng với Living Armor tới từ Trinbreaker, chắc chắn rằng Void sẽ có thể làm tốt ở lane này. Do vậy, việc loại bỏ Void là vô cùng cần thiết. Còn về phía mình, Liquid loại bỏ TA, hero hưởng lợi rất lớn từ hai buff khủng của Orc và Magnus, combo rất tốt với AP của Magnus. TA cũng là hero counter Invoker rất tốt, trong khi đó lại chiếm rất ít tài nguyên của team. Khi chỉ cần stack Ashen mà sở hữu Blink Dagger là có thể tham chiến. Liquid dồn hết nguồn lực của mình để đi đón AM thì việc thả TA một hero có khả năng carry khác lại là rất nguy hiểm. Đến lúc này, Liquid đã khá thoải mái trong những lượt ban pick của mình.
Hai điều còn lại mà Liquid cần đó là pick carry, là hero có khả năng solo được Magnus và có khả năng push high ground tốt. Với việc Lundry, Necrophos, Viper và Void đã bị loại bỏ, Liquid lựa chọn cho mình Knight. Hero này có khả năng push high ground rất tốt với Red kết hợp cùng với buff đạp của Invoker. Knight cũng có khả năng tham gia combat sớm kết hợp cùng với Earthquake bắt chết AM và Infest khi mới chỉ sở hữu cho mình Amulet. Lượt pick cuối cùng của VG là Puck. Mid hero hỗ trợ cho điểm yếu về combat và AOE skill của VG rất nhiều. Tuy nhiên nếu AM của Paparazzi thọt farm thì VG sẽ không có kế hoạch dự phòng và sẽ hoàn toàn sụp đổ. Park với Wailing Rift, khóa chiêu các hero khó chịu bên phía của Liquid tạo tối đa khoảng trống cho AM được thoải mái trong combat. Tuy nhiên, lượt pick cuối cùng này cũng sẽ không cứu được lineup xấu xí của VG. Và hẳn ai cũng đã biết, Liquid chèn ép và outfarm VG cả 3 lane. Ultimate chỉ có 2-3 network ở phút thứ 10. Invoker của Miracle và Nick của Macho Batman thoải mái farm và bỏ xa phần còn lại của bản đồ. Sau khi dẫn 16 các network ở phút thứ 20, Liquid tiến thẳng vào high ground của VC Gaming, dễ dàng push và kết thúc game đấu ở phút thứ 22 khi AM còn chưa kịp lớn, giành chức vô địch Dota Pit một cách hoàn toàn xứng đáng. Như vậy, chúng ta đã kết thúc số đầu tiên của series Góc nhìn Gosu. Mọi góp ý cho bọn mình các bạn có thể để lại ở dưới phần comment nhé. Đừng quên like và subscribe cho Viking Esports Channel để đón nhận những thông tin hot nhất về Dota 2. Xin chào và hẹn gặp lại.